Những cái búp mà như một số trang Facebook rồi Zalo mình xem đó các bạn, thì cái búp của họ nó bị cái tình trạng là bị khuẩn này nè, cháy những cái tai, bị khuẩn, bị xước những cái sọc vàng các bạn, những cái cháy cái tai á. Thì hôm nay mình chia sẻ một cái công thức mà phun lấy tai đầu á, đó, nó cháy cái tai giống vậy nè các bạn. Nhưng mà của mình thì mình ngừa được. Thì hôm nay sẵn cái phun thuốc lấy tai đầu nè các bạn, mình sẽ chia sẻ cho các bạn một cái công thức để trị được cái bệnh mà hiện nay là đang rất là nhiều cái dịch trên cái búp thanh long của mình, là nó bị thúi một bên, chảy nước và nó bị cháy vàng những cái thằng trong thân tai, trong thân tái trái nè các bạn. Thì và kết hợp một cái bài thuốc là khi mà trời đang nắng mà các bạn mà vô tình có cây mưa axit đó các bạn, nó xuống nó sẽ vô nó làm cho đẹp cái thanh long khi mà bạn bông lông nở gặp mưa. Thì hôm nay mình sẽ chia sẻ cho các bạn cái toa thuốc đó luôn. Thì các bạn đón xem hết video này của mình nha. Hello, chào các bạn nha. Chào các bạn quay trở lại với kênh YouTube Người Con Bình Thuận của mình. Hôm nay mình muốn chia sẻ với các bạn một công thức xịt lấy tai đầu. Và trong cái công thức này á, thì nó khác công thức mỗi khi là mình cũng xịt lấy tai đầu rồi lấy tai năm tai ba tai đầu vậy thôi. Nhưng hôm nay cái toa của mình nó có kèm theo những cái thành phần, những thứ trị thuốc trị bệnh, như là các bạn thường xuyên thấy cái búp thanh long của mình, cái thanh long của mình nó hay bị cháy cái tai, cháy ở phần trong tai, phần trong thân các bạn, dẫn đến cái thúi, mai mốt tháng thư thành nấm đồng tiền. Thì hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn cái bài lấy tai đầu kết hợp với lại cái công thức xịt cái trường hợp đó. Và một cái công thức nữa đó là chúng ta khi trời nắng này nè, chúng ta xịt lấy tai đầu, và vô tình đêm hôm mà nó mưa các bạn không thể nào làm được gì cả, thì mình lúc các bạn chủ quan á, các bạn không có chùm bông hay là chụp ly, các bạn cứ nghĩ là trời nắng vậy sao mà mưa, thì các bạn thả rong luôn, các bạn thả rong và các bạn xịt thuốc và để vậy. Nhưng khi hôm nó mưa các bạn, mưa to và gió nó giật thì nó làm cho nước vào bông thanh long và nhị phấn thanh long nó sẽ rụng đi, thì nó sẽ đẹp trái thanh long, gió mạnh thì nó lung lay. Mình hướng dẫn các bạn cái công thức mà xịt cái trường hợp đó nó sẽ giảm tỷ lệ đẹp trái. Và với vấn đề là nếu mà trời mưa không có gió thì không sao nha các bạn, mà trời mưa mà có gió mạnh thì bông nó gãy nó ngã luôn, thì có xịt thuốc nó cũng không có được hông hết. Thì hôm nay mình sẽ chia sẻ các bạn một công thức lấy tai đầu kết hợp xịt tháng thư búp và trị giảm được cái tỷ lệ đẹp trái khi gặp mưa. Các bạn hãy xem hết video của mình để biết công thức đó gồm những thành phần nào nha. Để mà xịt được cái tai đầu đó các bạn, thì mình phải pha những cái thuốc ví dụ như VL3, nó là chủ lực để lấy tai đầu nha các bạn. Rồi mình không sử dụng thiên nông các bạn, không sử dụng thiên nông. Các bạn nào mà quen sử dụng thiên nông hoặc tai vôi thì các bạn có thể bỏ vô các bạn xịt. Còn mình là sử dụng là F97 nha các bạn. Tại thiên nông với lại tai vôi không biết các bạn xịt sao, chứ mình mà bỏ vô mình xịt là lật râu, nó khó lật râu lắm, nó dây nhách dây nhơ à. Thì mà trời mưa mà các bạn lật không kịp thì nó sẽ bị thúi nhũng, nó sẽ bị đỏ đầu đủ thứ. Thì hôm nay mình sử dụng thằng F97, và cái công thức lấy tai đầu của mình là kết hợp với cái bệnh mà trị tháng thư trên cái trái thanh long đó các bạn. Rồi sau đó là mình trị không hết là nó cháy, nó thúi, nó vàng cái búp luôn. Rồi sau này nó có, các bạn có bẻ râu đi chăng nữa nó cũng bị nấm đồng tiền trên trái thanh long. Hôm nay mình chia sẻ với các bạn cái công thức lấy tai đầu kết hợp với những cái bệnh đó. Thì mong các bạn ủng hộ video của mình nha. Đầu tiên thì chúng ta sử dụng VL3. VL3 thì nó có rất là nhiều loại. Ở trên Facebook mình hay lướt Facebook mình thấy các bạn là có người nó chia sẻ tại sao VL3 mà xịt không có tai đầu mà không phải của công ty Đồng Nai. VL3 là, nếu mà VL3 là nó của công ty Đồng Nai nha các bạn. Chính xác VL3 là phải như vậy. Còn nhiều bạn mà nói ủa VL3 đưa lên cái chai mẫu mã khác mà xịt thuốc làm sao mà tai đầu không có, một chai cũng không có. Nhưng mà mình không có xịt một chai nha các bạn, mình xịt là chỉ có nửa chai thôi. Thì nhiều các bạn
nào mà pha quen cái kiểu bạn xịt, để các bạn xịt một chai thì các bạn không có xịt những cái thành phần khác, còn mình là mình pha nửa chai, mình kết hợp với lại thuốc này thuốc nọ nên mình xịt nửa chai nha các bạn. Còn các bạn mà không kết hợp thuốc này thuốc nọ thì các bạn xịt một chai của các bạn cũng có thể đầu thôi, chỉ có sợ trường hợp là thuốc giả thôi các bạn. Mình mua cái chai BL3 này là 57.000 nha các bạn, nó của công ty Đồng Nai nè. Cái chai này mình mua là 57.000, mình cho vào nửa chai để mà lấy được cái tay đầu mà đẹp nhất đó các bạn. Các bạn xịt cho mình là cái lứa cái búp mà cỡ 23 phân, là các bạn xịt 23 đến 25 phân nha, là các bạn xịt đẹp nhất. Nhà cái lứa này là nó đang bị lứa rộ nữa các bạn, thì nếu mà mình để mà nó già quá thì mình xịt sẽ không có kịp, thì buộc mình phải xịt 23 phân, 20 phân là mình xịt là được rồi các bạn, xịt lần lần. Thì hôm nay bây giờ mình mới cho bé lập ba vô, thì bây giờ mình sử dụng cái gói lấy tay đầu siêu đẹp của Á Châu nữa các bạn, một gói luôn nha. Tiếp theo nữa là mình cho một muỗng S97 nha các bạn, thì mình không có sử dụng thiên long á, mình sử dụng một muỗng cà phê S97. Thiên long không biết ai xịt sao chứ mình xịt là nó dai như cái ghẻ đất rồi các bạn. Lặt thiên long này tay voi á, mà mình bỏ vô mình xịt tay đầu á, nó dai như cái ghẻ đất, cà quay gì nè, rồi cái mình lặt không được mình để mai mốt nó thúi nhũng vô đó cái rồi nó hư luôn. Cái tiếp theo nữa là mình cái viên burner nè các bạn. Cái viên burner này là nó trị cái thúi nhũng, nó trị cái mà bị tháng thư trên cái búp thanh long mà. Viên burner nè các bạn. Thì mình cũng nhờ người ta chỉ thôi các bạn, và mình cũng mua về mình sử dụng thì mình thấy hiệu quả, mình chia sẻ với các bạn. Thì cái thuốc của mình là cái tao thuốc lấy từ đầu hôm nay là tao thuốc có lem nha các bạn. Các bạn xịt thì né cái trái nhỏ ra, né cái già ra, tại tao thuốc mình là có lem. Thì đây là hai viên burner. Cái mùa mát, trời mát á, thì các bạn chỉ cần xịt một viên thôi, nhưng mà trời bữa giờ nắng thì trời rất là nóng thì các bạn nên xịt hai viên burner nha, cho bình 16 lít nè, hai viên. Nó là trị cái bệnh mà tháng thư bị cháy cái tai các bạn, của các bạn bữa giờ đó, bạn không có biết cái thuốc nào trị đó, thì cái viên burner này nó trị nè các bạn nè. Các bạn phải xịt nó từ cái lúc mà giai đoạn nó búp bằng trái cao rồi nè, búp nhỏ cũng được nha, búp nhỏ là nó bắt đầu nó chớm ăn rồi, thì các bạn xịt cái búp nhỏ đó, các bạn bỏ vô hai viên burner các bạn xịt, thì các bạn cứ xịt như vậy tới khi búp lớn tới đầu, bạn xịt là tới khi trái nhỏ của bạn là không có cái trường hợp bị tháng thư bị thúi cái búp vàng cái búp đó nha. Hoặc các bạn có thể kèm theo hai gói này nha, một gói trị khuẩn và một gói là trị nấm kim. Chỗ các bạn không có hai gói này thì các bạn mua hai viên burner các bạn sử dụng, còn chỗ bạn mà có cái này thì khỏi mua viên burner. Thì cái này kết hợp với hai này kết hợp với nhau là nó sẽ giúp cho các bạn ngừa được cái bệnh đỏ đầu nè, nấm kim nè và tháng thư trên trái thanh long nha. Nó bị mắc cua trên dây các bạn xịt lên nó cũng hết nha. Tiếp theo nữa thì mình bỏ gói thuốc thần thánh của mình nha các bạn, gói chiên trì bò chỉ M16. Không có cái sản phẩm nào theo mình xịt các bạn, mình xịt bữa giờ thì không có sản phẩm nào qua cái gói mấy mùa 16 này nha các bạn. Bạn bỏ một gói luôn nha. Tiếp theo nữa là mình bỏ thuốc ốc nữa các bạn, thuốc ốc dạng bột á, mình bỏ vô là mình ngừa ốc nó ăn cái bức lòng của mình. Cái xịt khi nào các bạn xịt là cũng bỏ thuốc ốc dạng bột vô thì nó sẽ không bu lên trái thanh long, nó có đậu lên trái thanh long chăng nữa nó cũng không ăn được trái thanh long của các bạn, thì các bạn thì giảm được cái tỷ lệ ốc ăn.
Còn các bạn không xịt, các bạn cứ rải thuốc ở trên đầu trụ không à, các bạn không chịu xịt á thì nó vẫn, cái con nào thì nó vô thuốc thì nó ăn thì chết, còn con nào mà không ăn được thuốc nó xuống nó ăn cái trái cái bụng của bạn thì các bạn cũng bị ốc ăn trái lọc cũng hư bình thường. Thì bạn chịu khó bỏ vô bột xịt chúng mình không ảnh hưởng gì hết. Và cuối cùng á là mình xịt thuốc nấm nha các bạn, tại vì cái trái, cái búp nhỏ mình, cái non mình á thì mình xịt thằng thằng manh Cadillac vàng, thằng thuốc vàng không các bạn. Thì hôm nay cái thằng này thì mình đổi thuốc, mình xịt qua cái manh xanh nha các bạn. Mình xịt thì mình phải đổi thuốc chứ mình giữ một cái bài thuốc miết thì nó sẽ không hết hết bệnh nha. Chúng ta cho vào 3 muỗng ăn cơm các bạn, 3 muỗng dung vậy luôn nha mọi người. Các bạn cứ bỏ vào xịt thoải mái không có vấn đề gì xảy ra. Và phụ gia của mình, nhiều người cứ thắc mắc tại sao là benzin cấm mà sao mà mình cứ xài, thì cấm thì lúc bây giờ nó cấm, còn ngày xưa mình mua dự trữ mấy thùng thuốc rồi giờ chẳng lẽ đem ra suối đổ. Này cho hai nắp, các bạn có thể mua là Nizore hay cái này, hay là những cái thuốc, những cái chất gì á cũng được, các bạn vừa bỏ vô xịt vừa thuốc nấm. Và cuối cùng là mình Tecnoto nha các bạn. Tecnoto này nó có đi theo kết hợp với lại thằng Nativo hoặc là thằng Avalon hoặc thằng Actino nha các bạn, nó ngừa là đủ thứ luôn, nói chung là về bệnh thanh long, mắc cua nè, tháng thư nè, rồi đỏ đít đỏ đầu nè, thì Tecnoto và Actino là nó trị là số 1 cho các bạn. Nhưng hôm nay mình cái Actino mình hết rồi, mình sử dụng cái hai viên burner cũng được, thì mình kết hợp với lại cái chai này luôn, mình bỏ vào mình xịt luôn. Các bạn có thể bỏ vào thằng Score hoặc thằng Cure nha, nhưng mà đừng bỏ thằng tinh nha các bạn, bỏ thằng tinh vào thì nó sẽ bị bó trái thanh long á. Và chúng ta quậy đều lên nha, quậy đều và để trong vòng 15 phút rồi đi xịt, tại vì có nhiều thành phần thuốc hộp đó các bạn, thì mình sợ là nó không có tan kịp á, thì các bạn để trong vòng 15 phút cho nó tan hết thuốc ra rồi các bạn xịt cho nó chắc ăn nha. Các bạn chịu khó là xịt cái thằng búp nhỏ, bạn bỏ hai viên burner vô bạn xịt, trời nắng thì bạn hai viên, mà trời mát mát bạn bỏ một viên, cái mùa mưa thì bỏ một viên, mà một nắng thì mùa nắng thì bỏ hai viên. Thì bạn bỏ vào bạn xịt là nó hết cái trường hợp bệnh tháng thư cháy tay rồi chạy qua đồng tiền luôn à. Hồi đó mình bị đó nhiều luôn, mình bị quá trời luôn, rồi mình cũng hỏi nhiều người á, người ta cũng chỉ, rồi mình về mình kết hợp mình xịt thì mình thấy nó hiệu quả. Hôm nay mình chia sẻ với các bạn cái tờ thuốc của mình ở đây á là 65.000 nha các bạn, 65.000 một bình, kết hợp được lấy tay đầu rồi chị tháng thư cho búp cho trái, các bạn có thể sử dụng ở đâu cũng có thể mua được. Là tao thuốc này, tao thuốc có lem nha các bạn, chúc các bạn thành công với tao thuốc này của mình nha.